này là long thần sấm nè, này là a giáp ánh sáng ha. Thì chặn con tiên cho long thần sấm ra trước ha. Ok, long thần sấm thua rồi. Dán tiếp theo là cho giáp sáng ra trước. Ok, hoa giáp ánh sáng thua. Nốt dán cuối. Ok, long thần sấm thắng.